Mưa kệ mưa luôn nha mọi người, mưa kệ mưa luôn nè các bạn thấy không ạ? Đó, anh em ở Diều ở Bình Thạnh nè, đó mưa chơi luôn. Đó, trời thì đang mưa nha mọi người, mưa nè, chuồn chuồn bay thấp nè không ạ? Đó, quá trời chuồn chuồn luôn nè. Trời đang mưa nè. Đó, con pilot thì đang nằm ở trên rồi, bây giờ anh em hội Diều bắt đầu chuẩn bị thả cái con chắc con bạch tuộc quá mọi người ơi. Tại là đứng sau cái anh em đứng sau cái có cái bãi có cái đường nhựa phía sau á, là quay phía sau như vậy là thấy có cái con này đó, bạn thấy không ạ? À? Thấy không ạ? À? Đó nằm đây nè. Là lấy tay là chỉ này đó này. Đó đang nhú nhú lên nè. Nếu mà có gió thì chắc chắn là sẽ lên nè. Đó là nghi là con bạch tuộc á mọi người. Mọi người đoán thử cái con gì đang nằm ở dưới nè. Cái con pilot này sẽ nó cõng con bạch tuộc lên quá. Nghi mình là nghi chắc mưa quá nên anh em chắc rút quá mọi người ơi. Mưa lắm, mưa đang mưa tầm tã anh em. Họ Diều đang chuẩn bị thả lên nhưng mà lại thấy tình trạng là mưa quá nhiều đi, mưa quá nhiều với lại anh em mặc áo mưa luôn á, đang mặc áo mưa thả luôn mọi người. Đó, anh em đang mặc áo mưa nè, là không có dám mưa giờ là gần luôn á. Đó, anh em đang mặc áo mưa rồi các bạn thấy không ạ? Đó, đang mặc áo mưa để chuẩn bị lên cái con bạch tuộc nè, không biết lên được hay không chứ hiện tại giờ là phải chú trong cái cây như thế này nè các bạn thấy không ạ? Đó, là chú cái cây này thì nó đỡ tạt hơn, còn xe của Lợi thì để bên kia rồi, không biết có lên nổi không nữa. Lợi đang mong chờ nó lên chứ bây giờ mà tốn một ngày công để tới gặp anh em Bình Thạnh, mà anh em Bình Thạnh thả có một con pilot lên thì kỳ quá, chắc đang đợi gió đủ gió là lên nha mọi người. Mọi người hãy đón chờ tiếp theo của anh em Bình Thạnh nha mọi người.